Chào tất cả các anh chị em. Hôm nay mình làm một video để hướng dẫn cách tính nhà ăn, quản lý thu chi trong một nhà ăn. Năm học mới cũng sắp đến gần nên cũng ra video này cũng mong muốn là các anh chị em xem để biết cách mình làm cho nó đúng và nó hạn chế được sai sót của mình. Đi vào vấn đề luôn thì cái phần phân hệ tính năng của cái phần mềm KitTop này thì nó mình vô thì đầu tiên mình sẽ khai báo một số chức năng như sau. Phân hệ về giá cả. Ở đây thì mình sẽ thêm các nhà cung cấp. Giờ để cho nó đúng như thực tế như bên mình làm luôn thì mình sẽ chọn một cái nhà cung cấp, ví dụ như là mình sẽ ghi là đại này, đại lý cung cấp, đại lý cung 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 cấp lương thực. Thực phẩm. Tên đại diện là Nguyễn Lương Tường Vinh. Rồi, còn số điện thoại, địa chỉ email thì các anh chị thêm thì ghi cho nó đúng. Rồi, thêm xong mình lưu. Hải sản. Ví dụ như nhà cung cấp này thì mình sẽ đổi lại tên là công ty sữa Tường Nghi. Tên đại diện là Nguyễn Thị Liên. Tục thêm nhà cung cấp nữa là hàng thịt, hải sản, gà vịt. Mình thêm một nhà cung cấp nữa nhé, làm mẫu là hàng thịt. Hải sản. Gà vịt. Người đại diện là Tường Việt. Bấm lưu. Giả sử như bên hệ thống nhà ăn của bên mình là mình có ba nhà cung cấp, mình đăng ký sử dụng ba nhà cung cấp này. Sau khi có nhà cung cấp rồi thì chúng ta sẽ vào phần khởi tạo cái phần phí. Hệ thống gồm có tiền ăn thì mình sẽ thêm là giá tiền ăn là của một cháu là 30.000. Tiền học phí một cháu hiện nay một cháu là tiền ăn là khoảng học phí. Phí thường thường là khoảng mình cho đại khái thôi nhé. Học phí một tháng thì khoảng tầm cho 100.000 đi. Rồi, học phí 100.000. Tiền chất đốt vệ sinh. Ví dụ như trong cái tháng này mình có chất đốt vệ sinh mình thêm vào, chẳng hạn như 15.000. Rồi, tiền phục vụ hè của mình đâu rồi, phục vụ hè ví dụ như cái dịch vụ làm đi học hè thì mình thu một tháng một cháu là 1.000.000. Các bạn có thể thêm hoặc sửa hoặc xóa tùy, sau đó mình tham chiếu sau. Thì cái phần học phí này tạm thời là mình tháng hè này thôi mình bỏ rồi, mình không thêm vào đây. Thì các bạn có thể thêm vào đây tùy. Học phí tính theo tháng, tiền ăn tính theo ngày, ngày 30.000. Rồi sau khi thêm xong rồi thì các bạn vào thông tin khách hàng nè. Đây, các bạn sẽ cập nhật lại cái thông tin này. Rồi, chỉnh sửa này. Rồi, các bạn cập nhật ở đây chẳng hạn như 42010123 45, ví dụ. Rồi, lưu. Đó. Thay đổi mật khẩu, các bạn muốn thay đổi mật khẩu thì vào đây. Đấy. Rồi. Phí các loại bây giờ
các bạn sẽ thêm vào nè. Bây giờ mình xóa đi, làm lại nha, xóa hết nè. Rồi mình vào, mình sẽ xóa hết. Mặc định là cái hệ thống khi vào nó sẽ như thế này. Đấy, phân loại tính năng thì mình sẽ chọn là cấp mầm non. Mình sẽ chọn là 3 món, mình sẽ có 3 cái cột này, bao nhiêu cột thì mình đưa vào hết. Rồi. À quên. À, còn số phiếu ăn nữa, mình có cái phiếu ăn. Phiếu ăn của mình ở đây. Ở trong cái phần này. Phiếu ăn của mình là số phiếu ăn ở đây. Ví dụ như tháng này mình đăng ký mua là 20 phiếu và không có học thứ bảy. Đó. Còn nếu muốn học thứ bảy thì phiếu ăn thứ bảy đây. Chẳng hạn như tháng này có mấy phiếu, có 2 phiếu. Đó. Ví dụ thêm vào. Rồi sau khi thêm vào thì mình vào lại cái phần thông tin khách hàng này. Phí khách hàng mình sẽ khai báo lại hệ thống là mình chọn cái nhóm mầm non và mình đưa toàn bộ cái thằng này ra để nó in cột, tạo cột để mình in kết quả nè. Tiền ăn của mình là 30, chất đốt vệ sinh của mình là 15, phục vụ hè là 1 triệu, số buổi ăn thứ bảy. Thứ bảy ăn không có thứ bảy là 20 nè. Số buổi ăn thứ bảy của mình là 2 nè. Ok. Đó. Mình đã, ví dụ mình muốn khai báo hiện nay là tháng này là tháng 8, tháng 9, tháng 10 thì mình có thể là tạo hoặc là mình cập nhật thêm ở đây. Đấy. Anh chị có thể là cập nhật thêm nè. Mình sẽ thêm một món nữa ở đây. Rồi. Biểu mẫu thì ví dụ như cơ quan chủ quản đó là phòng giáo dục, giáo dục đào tạo Nha Trang chẳng hạn. Cơ quan mã ngân sách là 1234. Rồi họ và tên, cái phiếu in đề nghị thanh toán là Nguyễn Văn B. Nội dung công việc đề nghị thanh toán là ví dụ như đi chợ chẳng hạn. Rồi họ và tên người nhận hàng ở phiếu xuất kho là Nguyễn Thị Bình. Rồi lý do xuất kho là đi chợ. Mẫu số phiếu xuất kho. Rồi bộ phận phiếu xuất kho là cấp dưỡng hoặc bếp. Cấp dưỡng là Lưu. Rồi tên chức danh biểu mẫu là hiệu trưởng, ví dụ như là Nguyễn Thị Thủy. Kế toán là Hồ Cao Lâm. Rồi phó hiệu trưởng như là Nguyễn Văn Đông, thủ quỹ là Nguyễn Xuân Ánh, Xuân Hồng, rồi bếp trưởng là Nguyễn Văn Thi, rồi Lưu. Okay. Các chị muốn vô cập nhật lại thì các chị sửa ở đây. Sau đó các chị bấm cập nhật là nó sẽ lưu lại nếu mà nội dung sai hoặc bị thiếu. Sau bước khai báo cái hệ thống này rồi, thì mình sẽ nói sơ vào cái này. Cái hệ thống danh mục này thì cái hệ thống nó sẽ cô đọng ra những cái mà cái danh mục này nó đã rất nhiều trường mầm non đã người ta đã sử dụng cái mẫu này nên mình cũng cô đọng luôn. Thì anh chị chỉ cần nếu mà muốn thay đổi thì chắc không thay đổi được. Ví dụ như anh chị muốn thêm vô trong cái nhóm này, cái bữa ăn phụ này, quản lý thư danh mục thì anh chị thêm vào theo cái ý thích của anh chị để nó phù hợp với lại cái nội dung báo biểu mà của cái tổ chức anh chị muốn yêu cầu. Hàng khô, gia vị, gạo nếp vân vân và vân vân. Dạ. Anh chị vào đây, anh chị bấm thêm rồi. Tên thực phẩm, đơn vị tính rồi bấm lưu. Rồi. Rồi nói qua cái phần kho tí xíu. Ví dụ như cái nhà ăn của anh chị là muốn quản lý kho thì anh chị có thể chọn cái món ăn, chọn cái nguyên liệu để quản lý. Ví dụ như anh chị thêm chữ gạo, anh chị muốn quản lý gạo nào. À, ví dụ như mình thêm gạo Tài Nguyên, mình thêm vào, ví dụ vậy. Rồi ở đây nó có cái bút toán là nhập kho, xóa kho, vân vân và vân vân. Thì cái bước này thì em sẽ nói chi tiết sau. Nhưng mà đại khái là khi mà mình đưa vô trong cái phân hệ này rồi,
Thì trong quá trình mà tính toán nhà ăn để đi ra cái bảng đi chợ thì nó sẽ tham chiếu ở trong này, nó có những cái món nào thuộc kho thì nó sẽ cộng trừ nhân chia để nó đưa ra cái bảng bảng thuộc vào kho. Rồi, một cái bước tiếp theo đó là anh chị phải thêm thêm các khối lớp. Ví dụ như hiện nay mình đã chuẩn bị sẵn là ba cái lớp, thì có hai cái khối là khối nhà trẻ đây, và mình sẽ tạo thêm một cái khối mẫu giáo. Mình sẽ tạo hai khối này. Trong cái khối nhà trẻ này thì có một cái lớp mình sẽ thêm đây, các anh chị đang đứng ở khối lớp nhà trẻ nè, thì đang đứng tại khối thì anh chị thêm ở đây là thêm lớp, thêm danh mục khối lớp, nhập tên lớp, lớp của anh chị là lớp gì, ví dụ như nhà trẻ một. Rồi đây anh chị thêm nhà trẻ thứ ba, nhà trẻ một. Ô, nhà trẻ một có rồi. Nhà trẻ một có rồi, thế thì bây giờ thôi mình đổi tên là nhà trẻ hai đi. Rồi mình sẽ thêm hai lớp nhà trẻ và một cái khối, thì mẫu giáo này thì mình đưa vô luôn, đưa đổi thành cái lớp nhà nhà trẻ hai cũng được. Đó, dữ liệu để cho nó dễ dễ tính. Rồi bây giờ mình vào cái lớp nhà trẻ một, bây giờ mình sẽ thêm học sinh. Có hai cách thêm, một là mình thêm từng học sinh, ví dụ như là Phạm, Phan A, thêm vàng cái. Rồi thêm Phan B, Phan B, Phan Bang, rồi thêm cái nữa. Rồi anh chị muốn thay đổi thì anh chị sửa, ví dụ Phan Văn, Văn C, rồi Lưu, bấm Lưu ở đây. Nó sẽ thay đổi cái này cho anh chị. Nhưng mà do cái nhu cầu thực tế của mình thì để thêm như thế này thì nó rất là mất thời gian, vì cái danh sách học sinh nó cũng khá là nhiều, một lớp bình quân cũng vài chục cháu. Để nó tối giản cái bước đó đi thì mình sẽ sử dụng Excel để mình up file. Thì ở đây mình sẽ đã chuẩn bị được những cái file Excel rồi. Thì đây cái chức năng đã là đây, nạp file Excel này. Mình sẽ upload file Excel ra. Anh chị sẽ chọn cái lớp nhà trẻ 1 này nhé. Rồi, mình up lên nè. Đây, up lên. Đấy, ví dụ mình up lên ở đây. Rồi. Sau khi up lên xong rồi, hệ thống nó sẽ tính luôn cho mình. Rồi mình chỉ cần bấm lưu. Mà lỡ ở đây mà anh chị thấy up sai nè, chẳng hạn cái danh sách này sai nè, anh chị thấy không, xóa nè, xóa đi up lại. Đó. Rồi anh chị làm lại nhà trẻ một, rồi bấm open giúp em. Đấy, bấm lưu lưu. Đây là cái mẫu là gồm có là gì, cột số thứ tự và họ tên thôi. Rồi, bấm lưu. Rồi là xong. Sau khi lưu xong rồi thì tiếp tục khoan báo sĩ số. Anh chị thêm hết danh sách cho giúp em đi, cho nó đỡ nhầm. Bắt đầu mình sẽ đến cái nhà trẻ 2, lớp nhà trẻ 2 này. Mình sẽ thêm nhà trẻ 2 thì mình lấy ở cái lớp là mẫu giáo nhé, mẫu giáo 2 nè. Mình sẽ lấy lớp mẫu giáo 2 đi, làm lớp nhà trẻ 2 ví dụ nhé. Rồi bấm open. Đấy, nó cũng lưu lại cho mình chừng này và mình bấm lưu. Rồi, nó yêu cầu báo sĩ số nè, tháng 8. Đó. Rồi mẫu giáo là đây. Là mình sẽ thêm lớp mẫu giáo 1 ở đây. Rồi mẫu giáo 1 lưu. Khi lưu ở đây xong rồi, anh chị đừng nhìn vào cái bảng bên trái mà nhìn vào bảng bên phải. Ở đây đang là lớp nhà trẻ nhé, chứ không phải lớp mẫu giáo, mà anh chị đang đứng ở đây đang đứng ở lớp mẫu giáo, được chưa ạ? Rồi, thế thì mình sẽ tiếp tục, mình sẽ lướt vào đây. Ở đây, lướt vào đây thì nó sẽ đưa ra là cái lớp mẫu giáo 1 này chưa có học sinh, chưa chấm mang, chưa gì cả. Rồi bắt đầu mình sẽ upload là file Excel, upload file Excel. Đấy, mình sẽ chọn là mẫu giáo 1, được chưa ạ? Rồi mẫu giáo 1 đây, mình upload lên. Rồi mình bấm lưu. Anh chị làm cố gắng kiểm tra lại cái danh sách lại lần nữa coi thử đúng không ạ. Đấy, sau khi đã chốt danh sách rồi, lúc đó báo sĩ số, báo giúp em sĩ số. Trong quá trình báo sĩ số thì hệ thống nó sẽ chốt danh sách, chút danh sách. Báo sĩ số một lớp xong là anh chị sẽ thấy nè, lỡ mà anh chị muốn thay đổi danh sách, khi báo này xong rồi lỡ anh chị muốn thay đổi lại danh sách thì ở đây nó không có bút thay đúng không ạ?
đây nè, anh chị bấm cái này để nó quay lại nè, khôi phục danh sách học sinh bắt lại. Đó, anh chị có thể là thay đổi cái tên nếu mà anh chị phát hiện ra nó có sai ở đây, xóa hoặc sửa tùy ý nhé. Ví dụ như là Trần Văn Anh chẳng hạn, rồi bấm lưu. Đây, nó sẽ lưu lại. Rồi anh chị báo sĩ số, chấp nhận. Chấp nhận. Thì anh chị có đăng ký học thứ bảy không? Có khai báo là có mua phiếu ăn cho thứ bảy thì anh chị vào đây đặt đăng ký học thứ bảy. Thì anh chị lên những cái đứa nào đăng ký học thứ bảy giúp em. Ví dụ như đăng ký học thứ bảy anh chị đăng ký mấy đứa? Đứa nào đăng ký anh chị lên vào đây đăng ký những đứa học thứ bảy, đúng không ạ? Đăng ký những đứa học thứ bảy rồi anh chị lên vào đây là và lưu đăng ký. Ví dụ như lớp này nó có 8 đứa học sinh đăng ký học thứ bảy, đây là danh sách của nó. Rồi khoan chấm ăn, đây có đứa là chưa chấm ăn, ngày hôm nay nó báo là chưa chấm ăn. Rồi quay lại bắt đầu tiếp đến cái lớp là lớp nhà trẻ, tiếp tục mình cũng làm như vậy là mình báo sĩ số, báo sĩ số và đăng ký học thứ bảy. Nếu mà có cần đăng ký học thứ bảy thì anh chị sử dụng vào đây. Nếu mà lớp này không có ai học, không có ai đăng ký học thứ bảy thì bấm lưu đăng ký, tức là không có ai học thứ bảy cả. Đăng ký học thứ bảy là không đứa, đúng không ạ? Rồi anh chị có thể là cập nhật lại cái đăng ký học thứ bảy, anh chị chọn đứa nào đăng ký học thứ bảy, anh chị chọn vào đây, đúng không? Lưu thay đổi là 6 đứa đăng ký học thứ bảy. Nó giúp anh chị rất là nhiều trong cái việc mà thao tác, nó rất là nhanh. Đăng ký học thứ bảy xong của cái lớp nhà trẻ 1 thì anh chị tiếp tục báo sĩ số của lớp này và chấp nhận. Báo tiếp giúp cho em. Báo xong học sinh là 25 đứa thì đăng ký học thứ bảy giúp cho em. Có đứa nào không ạ? Có, dạ, lớp em có 5 lớp, 5 đứa là đăng ký 5 đứa vào. Rồi lưu đăng ký, đúng không ạ? Xong bước này rồi thì anh chị không phải thêm danh sách học sinh nữa, mà anh chị sẽ tiếp theo qua cái quá trình đó là chấm ăn. Cái quá trình tiếp theo là chấm ăn. Rồi chấm ăn thì nó sẽ có các trường hợp sau đây. Thứ nhất là chấm ở ngày hiện tại, thì anh chị đang ở ngày hiện tại và hệ thống tự nhận diện hôm nay là ngày 23 tháng 8 là ngày hiện tại. Em chấm ăn, em lớp em báo ăn, báo ăn. Báo ăn thì anh chị sẽ thực hiện báo những đứa nào không đi học thì anh chị bấm vào đây, đúng không ạ? Đứa nào có đi học thì giả sử lớp nhà trẻ 2, anh chị đang đứng ở nhà trẻ 2, anh chị tham chiếu đang đứng ở nhà trẻ 2, anh chị báo ăn ngày 23 tháng 8 này là không đi học đầy đủ. Đi học đầy đủ tức là báo vắng là bằng không, đúng không ạ? Lưu giúp em. Rồi, hệ thống yêu cầu là tạo thực đơn tuần, anh chị vào đây đã tạo thực đơn giúp em ngày 23. Ngày 23 giả sử anh chị tạo là các món ăn, anh chị tạo giúp em. Phân cách dấu phẩy hoặc dấu chấm phẩy cho các món ăn mà chẳng hạn như buổi sáng nó gồm có 2-3 món thì phân cách giữa các món đó là bằng dấu phẩy hoặc dấu chấm phẩy giúp em. Rồi bấm lưu ở đây. Rồi em quay lại lớp nhà trẻ 2 này, anh chị làm chấm ăn. Với giả sử như lớp nhà trẻ 2 này không có đứa nào vắng, tức là báo vắng bằng không, lưu. Rồi, học sinh báo vắng là không. Thế thì anh chị muốn thay đổi cái cập nhật lại cái chức năng này. Giả sử những ngày 23 tháng 8 này nó sai của cái lớp nhà trẻ 2 này, anh chị vào cái chức năng này bấm xem và chọn lại ngày 23 và vào đây, đúng không ạ? Rồi, anh chị cập nhật lại cái đứa này. Ví dụ như 23 tháng 8 báo ăn vắng một đứa. Rồi tiếp tục. Anh chị qua cái lớp nhà trẻ 2 này, anh chị báo tiếp. Ví dụ báo tiếp ngày 23 tháng 8 là vắng mấy đứa đang ở nha. Anh chị nhìn nè. Nhà trẻ 1, đúng không? Đây là nhà trẻ 1. Nhà trẻ 2, đây là nhà trẻ 2 là vắng một đứa nè. Nhà trẻ 1 là báo vắng là không đứa, bấm cập nhật. Rồi, vắng không đứa. Rồi quay lại tiếp tục. Mẫu giáo. Tiếp tục ở đây. Rồi. Sĩ số 25 học sinh. Chấm ăn mấy đứa? Đăng ký học thứ 7 8 đứa, học sinh chưa chấm ăn. Rồi, chọn tất cả. Như vậy vắng là một đứa.
Em báo vắng lớp này là một đứa. Rồi, báo vắng một đứa như tổng. Báo vắng là trong cái ngày hôm nay là ăn vắng là hai đứa đúng không? Vắng hai đứa đúng không ạ? Rồi, vắng hai đứa. Thì xong cái bước này rồi thì lúc đó nó sẽ có một cái bảng tính năng hàng ngày ở đây. Ngày 23 tháng 8 của anh chị là ngày ngày mùng 1 ở đây, ngày 23 tháng 8. Anh chị dọn ngày 23 tháng 8. Ở đây thì anh chị thấy nè, mẫu giáo Lam 4 đứa là vắng một đứa, nhà trẻ là 25, 25 là 50 trừ 1 là nhiêu? 49 đứa đúng không? Rồi tiền ăn là 30 ngày là nhân lên là đúng rồi nè. Rồi. Còn cái bước này thì anh chị yêu cầu phía bếp cấp dưỡng để đưa cái danh sách đi chợ lên đây để anh chị nhập vào là xong thôi, là xong một cái ngày, anh chị không phải làm nữa. Đấy. Ra xong được cái bảng này rồi thì xong một cái bước chấm ăn. Tiền ăn còn thiếu ngày hôm trước là 1,6 triệu, như vậy là để em quay lại nha, tại vì nó có một cái số liệu ở trước đó, nó có một cái số liệu ở trước đó, để em quay lại để em xóa đi. Ngày như ngày 2, nó có số liệu ngày 2 sao? Cái này từ từ để em kiểm tra sau cái số liệu. Trước mắt là do nó lũy kế từ cái ngày hôm trước nó đưa qua. Cái này em sẽ kiểm tra lại sau. Tức là cái tiền ăn còn thiếu ngày hôm trước nó sẽ bằng không, là do là cái tài khoản này thì em đã có thực hiện một số cái ví dụ mà em chưa có kịp xóa, nên cái con số này tạm thời là nó không đúng. Đó, nên cũng anh chị cũng bỏ qua cho em cái bước này, thông cảm. Thì tổng cộng của nó là 2,9 triệu, đây là con số đúng nè. Và nếu mà giả sử như ngày hôm trước có số thì tự động nó sẽ lũy kế, nó tính cho anh chị luôn. Rồi tại cái bước này là đã xong rồi, thì trong cái bảng tổng hợp nó sẽ ra được cái bảng báo ăn cho anh chị là cái ngày 24 này nè, cái ngày chị anh chị thấy cái ngày 24 này không, nó sẽ ra được cho anh chị đúng không ạ? Đấy, nó ra được cái bảng chấm ăn luôn nha anh chị, sướng không? Đấy, mình không có làm gì nữa mà nó rất con số nó rất là chi là đúng. Em sẽ nói cái bảng này sau này, bảng danh sách thu thanh toán tiền ăn các lớp chi tiết danh mục nguyên liệu. Bảng chấm ăn các lớp, em sẽ vào bảng 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 đây là bảng chấm ăn các lớp, tổng hợp bảng chấm ăn các lớp bảng này. Đây cái ngày thứ ba ngày 3 này, đây là vắng một đứa đúng không, là vắng một này. Đấy, đây là đi học đầy đủ đúng không ạ? Đó, nó sẽ tính luôn cho mình là mình không phải thao tác nữa, mình sẽ đối chiếu kết quả báo ăn cho các lớp rất là nhanh. Rồi, từ cái bước này rồi thì xong rồi đó, và cơ bản là đã hoàn hoàn chỉnh cái chấm ăn trong ngày là xong cái bước này. Thì anh chị kiểm tra lại cái danh sách thu thanh toán tiền ăn, thì trước khi mà vào một cái tháng thì khi anh chị khai báo những cái số sĩ số rồi những cái mà học sinh đăng ký học thứ bảy nè, số buổi ăn nè, số buổi ăn thứ bảy nè, thì anh chị sẽ xem là nó sẽ tự nó ra cái con số phần thu cho trường của mình nè. Đây cái con số này cho trường của mình, và nó total được cái con số danh sách thu thanh toán tiền ăn của từng từng lớp, từng học sinh một đây đúng không? Đấy, anh chị sẽ xem là 20. Đấy, nó sẽ có từng học sinh một. Nên tiền ăn nè, tiền ăn của mình nè, nó nhân lên là chất đốt vệ sinh là phục vụ hè là nó cộng lại là trong một tháng nè, nó sẽ nhân ra đấy, nó sẽ bằng cái số này, nó sẽ tính luôn cho anh chị. Thì anh chị cần sử dụng in biên lai hoặc cập nhật cái học phí hoặc kết chuyển cái phí ăn thừa từ tháng trước đưa qua thì sử dụng tính năng này. Còn cái chức năng này thì tạm thời trong video này em chưa nói đến. Rồi bây giờ chúng ta thử qua cái bảng tổng hợp nguyên liệu tháng 8 thử xem. Thế thì nó sẽ cho mình biết luôn là trong cái ngày 22 này là cái số liệu đến tại thời điểm này là đây đúng không ạ? Đấy, các anh chị xem
tổng hợp là chừng này. Rồi nó sẽ cho anh chị biết đúng cái con số này luôn, và nó giúp cho cái người kế toán người ta nắm được cái số liệu tính năng hàng ngày và dinh dưỡng thực phẩm, nó chính xác, nó đối chiếu rất là nhanh giữa các bộ phận với nhau. Giả sử như cái chi tiết nguyên liệu này là đã làm rồi, thì để rút ngắn cái quá trình nhập liệu thì em sẽ lấy một cái số liệu mẫu từ Nutrikit em đưa vào. Ví dụ như cái ngày 22 này em xóa đi, em không có lấy ngày 22. Như vậy là cái số 1 triệu bao nhiêu đó là cái số hồi nãy anh chị sẽ thấy là cái video là em lấy cái số liệu từ cái ngày này em đưa qua, nên cái phần ngày 23 này, nên cái phần phiếu ăn thừa là do nó còn dư âm cái con số từ bên Nutrikit từ ngày 22 em chưa kịp xóa, nên số này nó như ra như thế này. Nên anh chị lưu ý chỗ này này, số này là số đúng, nhưng mà do là nó kết chuyển qua, nó tự nó kết chuyển qua cho mình luôn, đúng ra số này sẽ là không nè. Rồi thì để cho nó đơn giản vấn đề, cho nó nhanh, thì em sẽ tạo cái ngày 23, em sẽ đưa số liệu, em nạp số liệu ngày 23, tính năng tính khẩu phần ăn cho cháu vào luôn, để cho nó ra được cái bảng nguyên liệu chợ nè. Em sẽ chọn thư viện thực đơn. Rồi em sẽ vào đây, em sẽ chọn, rồi em sẽ lưu thực đơn ngày hôm nay luôn. Rồi ngày 23 đã có rồi đúng không ạ? Đây ngày 23 rồi đã có nè. Đấy, sau khi có ngày 23 rồi, anh chị xem ngày 23 rồi, thì ở bên cái bảng này, tức là mặc định là bên phía bếp họ đã đi chợ, họ đã cân đối được dưỡng chất, họ đã có được cái danh sách đi chợ rồi, thì họ gửi cho bên bên bộ phận quản lý sổ sách để họ họ nhờ họ thống kê lại. 23 tháng 8 thì anh chị thấy dữ liệu tính năng thì nó nằm ở đây. Đấy, thì cái bước này thì em đã làm video rồi. Em mới làm video để anh chị có thể là chuyển toàn bộ cái nội dung từ Nutrikit này, anh chị chuyển sang bên tính năng. Anh chị phải đưa từng món vào. Đấy, video này thì em đã làm rồi, thì nói chung là để cho cái tiến trình số liệu nó chuẩn, thì em sẽ làm bước này lại một lần nữa để anh chị nắm nè. Đấy, thì nếu mà trong cái mô hình nhà ăn của mình, nếu mà anh chị gặp bước này thì anh chị phải làm cái cách như vậy để nó sẽ đưa cái số liệu tính năng qua. Em sẽ làm mẫu luôn nhé, rồi em sẽ đưa qua luôn cho anh chị luôn nè. Anh chị đừng có lo lắng mà những cái chỗ mà nó như thế này nè, anh chị sẽ thấy là nó không có cái cây bút chì để mình giúp mình cập nhật cái thông tin mình đưa vào, bởi vì cái số liệu toàn bộ những cái số liệu này nó trùng nhau nên nó sẽ báo như vậy. Cái cà chua nó đã đưa vào rồi, còn cái dứa tay trái thì anh chị vào đây 25 0.525, dứa tay trái nè, anh chị thêm vào đây là dứa tay trái nè, dứa nè, trái thơm rau củ quả nè, thơm chừng mới ăn tươi nè, dứa tay trái nè, chọn nè, số lượng là 0.5 nè, giá là 25.000, 25. Rồi nhà cung cấp em sẽ chọn nhà cung cấp là thịt hải sản ví dụ nhé, đó anh chị sẽ thêm vào dứa tay trái nè. Đấy thì cái thằng dứa tay trái này đã có rồi đúng không, đã thêm vào rồi, nó sẽ kiểm tra lại là 12.000 nè, dứa tay trái đấy, 12.500, 25.000 hay là 25.000, 0.5, 25.000, đúng rồi, gạo tẻ máy nè, gạo tẻ nguyên nè.
Chị lựa chọn đúng cái món đó của nhà cung cấp nào thì anh chị cứ cứ việc nạp vào thôi là xong, đúng không ạ? Đây là cái cách mà nó có số liệu từ Nutrikit đưa qua. Còn nếu mà không có số liệu từ Nutrikit thì anh chị có thể tạo ở đây, anh chị nhập theo thứ tự anh cho đến hết, anh chị chọn cái món ăn đó, tên nhà cung cấp đó, đúng không? Anh chị cũng thêm vào thì cũng nó y chang như vậy, nó không khác gì cái bước đưa số liệu từ dữ liệu tính năng ra, nó y chang như vậy. Đấy, anh chị cứ đưa vào hết nha, đưa vào cho đến hết. Đấy, thì giả sử như khi mà em đã đưa vô rồi, nó như thế này rồi, thì khi anh chị đưa đúng hết thì toàn bộ số tiền nó sẽ ra đúng. Nhưng mà do em làm mô hình thì bước này thì em làm, em đưa khoảng tầm 15 món vô đây thôi đó, để anh chị hiểu vấn đề là anh chị cần phải đưa vô hết thì nó sẽ ra đúng số luôn, đẹp. Thì giả sử như cái bước này đã xong rồi thì anh chị nào muốn mà để ra được kiểm thước 3 bước thì anh chị cứ vào đây để tạo, để ra kiểm được kiểm thước 3 bước thôi. Sau khi lít vô đây rồi thì anh chị đã mặc nhiên đã khởi tạo được kiểm thước 3 bước cho ngày 23, cho ngày 23 đấy, ngày 23 thông tin đã được cập nhật rồi đó. Đấy, nó sẽ ra hết luôn cho anh chị. Đấy, cái kiểm thước 3 bước nó sẽ giúp cho anh chị ra được cái bước này luôn. Đấy, ai mà quan tâm được cái bước tính năng với khẩu phần kiểm thước thì mình sẽ theo dõi cái được cái bước này. Còn nếu mà cái quy trình tính năng của cái ngày hôm 23 đến tại cái tab tính năng này là đến tại vị trí này là đã kết thúc một ngày rồi, và nhập thêm cái nguyên liệu đi chợ nữa là xong. Giả sử như xong được cái bước này rồi thì lúc đó là mình sẽ tô tan, mình sẽ tổng hợp được cái nguyên liệu nhà cung cấp, chi tiết nguyên liệu của tháng 8 luôn. Anh chị có thể là tổng hợp được cái ngày 22 này là mình đã nhập rồi này, trước đó mình đã nhập rồi, thành ra nó có ghi vào vào đây đấy, nó có ghi vào đây rồi. Giả sử như là có một cái nữa, bây giờ em nói riêng về cái phần tính năng chấm ăn nhé. Thì giả sử như là ngày 23 bây giờ anh chị kêu anh cần nhu cầu, bây giờ ngày 22 nó bị sai số, nó bị nó cần muốn cập nhật lại ngày 22 sai rồi, hoặc là ngày 22 chưa chấm ăn mà đã chấm ăn rồi nhưng mà mình lưu vô ấy rồi mình làm cách nào đó mình quên mất, mình không có cập nhật kịp số liệu thì sao? Rồi, thế thì ở đây nó sẽ có một cái cách để nó giúp anh chị quay ngược lại thời gian, hoặc tiến xa tiến trước thời gian, hoặc quay lùi lại, nhưng mà trong có giá trị trong tháng thôi nhé. Rồi anh chị sẽ chọn cái nút này, ví dụ như đang đứng ở đâu, mẫu dấu một, đúng không ạ? Đang đứng ở mẫu dấu một này, lít vào đó, nó chớp phát, bấm nút xem và quay lại cái ngày. Anh chị sẽ quay lại ngày 22 là ngày thứ hai rồi, bấm vào đây đấy, báo ăn cho cái đứa này, bấm cập nhật giúp em được chưa? Đấy, rất là đơn giản, đâu có gì đâu ạ. Rất đơn giản rồi, lít vào đây đấy. Rồi anh chị chọn ngày nhiêu, anh chị đang đứng ở đây, anh chị đang đứng ở ngày 2 thi 23 nhà trẻ 1, lít vào đây và chọn giúp em cái ngày 22 ở đây, và anh chị bấm. Đấy, giả sử như cái nhà trẻ 1 là không có đứa nào vắng, và nhà trẻ 2 cũng vậy, cũng không có đứa nào vắng. Đây, lít xuống đây tự động nó nhận diện luôn ở trong cái vùng này. Nếu mà cái ngày này là cái ngày không phải ngày của anh chị muốn làm thì anh chị bấm vào đây để mình chọn ngày. Còn nếu đúng ngày 22 theo anh chị thì anh chị bấm bấm ở đây là cập nhật. Đấy, sau cái ngày 22 này chấm ăn xong, tức là hệ thống nó đã hiểu là ngày 22 này đã có số liệu chấm ăn rồi. Đấy, anh chị xem ngày 22 đã có rồi đúng không ạ? Đấy, nó sẽ đưa qua cho mình nè. Đấy, đây là toàn bộ số liệu của nó đưa qua, 1.680.000. Cái thực đơn này là em lấy từ bên Nutrikit bên em đưa qua, nên thành ra cái con số nó sẽ không khớp với lại cái con số tiền ăn bên này, mà con số nó là con số này thôi nha. Năm đó còn thừa 540.000, nó sẽ đưa qua bên ngày hôm sau. Giả sử như còn thừa thì nó sẽ đưa qua đâu ạ? Nó sẽ đưa qua ngày ngày 23. Đây, tiền thừa ngày hôm trước anh chị thấy không, số rất là chuẩn luôn, lũy kế tự động đưa qua. Cái video này thì đến đây thì tạm dừng.
tạm kết thúc. Thì video tiếp theo em sẽ hướng dẫn cho anh chị cái cách mà để anh chị báo ăn tự động đăng ký tài khoản cho các lớp, để các lớp có thể là báo ăn tự động và mình không 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 phải chấm ăn thủ công nữa. Đấy. Thì hẹn cho anh chị video tiếp theo. Rồi, trong quá trình làm video này thì làm chương trình này thì có một số cái sai sót hoặc một số cái dữ liệu nó không được đúng lắm, thì trong quá trình xem nói chung là có cái gì đấy thì mong chị góp ý và bỏ qua. Rồi, xin cảm ơn các anh chị. Rồi, chào tất cả anh chị em.